Anh Ngọc xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh truyền hình ô tô Bika TV. Hãy cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin hấp dẫn có trong ngày. Bấm nút khởi động ô tô khi xe đang chạy, hậu quả thế nào? Có rất nhiều trường hợp khi xe đang chạy, tài xế vô tình đụng nhầm vào nút Start Stop khiến chiếc xe gặp những tình huống khó lường. Nhấn nút Start Stop ở tốc độ chậm dưới 10 km h Đối với kiểu xe khởi động không cần chìa khóa, khi xe ở tốc độ dưới 10 km/h, nếu nhấn nút Start Stop Engine, xe sẽ tự động tắt máy dừng lại ngay lập tức. Với tốc độ chậm như vậy sẽ không có điều gì quá nghiêm trọng xảy ra với tài xế và những người ngủ trên xe. Lý do đằng sau việc này chủ yếu liên quan tới tốc độ, bởi vì một số xe được lập trình để dừng lại ở một ngưỡng nhất định. Nhấn nút Start Stop ở tốc độ trên 10 km/h nếu xe đang chạy ở tốc độ trên 10 km h mà không ai nhấn vào nút khởi động này thì động cơ sẽ không tắt mà vẫn hoạt động bình thường. Các nhà sản xuất xe hơi đã tính toán đến tình huống lỡ tay bấm vào nút khởi động khi xe đang chạy với tốc độ cao. Nếu động cơ tắt thì sẽ rất nguy hiểm, các hệ thống sử dụng điện như hệ thống trợ lực lái, hộp số tự động hay các thiết bị điện khác sẽ ngừng hoạt động ngay, khiến tài xế mất kiểm soát tay lái. Do đó, nếu chỉ bấm vào nút Start Stop Engine và không giữ thì xe hoạt động bình thường. Nhấn nút Start Stop Engine khi chuyển động với tốc độ cao. Nếu tiếp tục làm điều tương tự kể trên khi xe ở tốc độ cao, chiếc xe sẽ không dừng lại. Nói cách khác, hệ thống máy tính trên ô tô sẽ coi trường hợp đó là không hợp lệ và không tuân thủ theo hướng dẫn. Tính năng này được tích hợp để phòng trường hợp bạn vô tình chạm vào. Ngoài ra hệ thống còn đưa ra cảnh báo cho bạn rằng nó sẽ không tuân theo lệnh của bạn. Nếu xe bị kẹt chân phanh hay chân ga, bạn chỉ cần nhấn nút Start Stop Engine và giữ quá 3 giây thì động cơ sẽ tắt. Tính năng này được thiết kế để phục vụ trong các trường hợp khẩn cấp, người lái muốn tắt động cơ ở tốc độ cao. Nói chung, từ khi bạn chú ý dừng xe khẩn cấp, nếu không thì đừng nên đụng vào nút Start Stop Engine bất ngờ khi xe đang chạy. Tắt động cơ xe để nổ bằng chìa khi đang chạy Khác với xe đề nổ bằng nút Start Stop, với xe đề nổ bằng chìa, tắt động cơ đột ngột khi xe đang chạy có thể khiến xe chết máy và lao tự do trên đường rất nguy hiểm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để luôn cập nhật nhanh nhất những thông tin hấp dẫn nhất về thị trường ô tô đến từ BKTV.